À, các bạn, bữa nay tiếp tục gà các bạn. Thì bữa nay nhà mình không biết ăn gì, thôi mình lấy gà mình làm gu tiên ha. Ok, giờ mình đây con gà mình liên cho sạch ha. Các bạn, đây là con gà sau khi mình đã liên sạch và mình chặt ra nó làm hai nha các bạn. Đây các bạn thấy không, gà phải rất là ngon ha. Ok, giờ mình là làm như gia vị mình ướp nha các bạn. Ok các bạn, thịt gà mình sẽ ướp cái đầu hành trắng nha, rồi tỏi ha, với dầu hào nha, rồi nước tương nha, ướp theo gia vị của mình ha. Rồi chút xíu đường các bạn. Rồi chút xíu muối luôn nè. Rồi đến đây thì mình sẽ trộn đều ha. Trộn đều cho thịt nó thấm. Rồi ngũ vị hương với dầu hột điều nha các bạn. Rồi mình sẽ tiếp tục trộn. Ok, giờ mình để thấm xong rồi mình bắt lên chảo ha. Ok các bạn, thịt gà sau khi thấm mình nhìn bắt chảo để mình chiên các bạn. Rồi nóng các bạn, thì giờ mở thịt gà nữa nha. Ok các bạn, thịt gà mình sẽ chiên cho nó săn lại ha, cho đến khi nào săn thì mình cho đổ nước dừa vô ha. Các bạn, giờ gà của mình nó đã săn ha. Ok, giờ mình chế nước dừa vô nha các bạn. Rồi giờ mình cô tiên nữa ha, cô tiên cho đến khi nước dừa nó cạn lại là chín nha các bạn. Quá thơm quá các bạn ơi. Các bạn, lúc này thì nước dừa đã cạn không, nên mình chỉ chờ cho nó hơi khô chút xíu nữa là mình tắt lửa được nha các bạn. Thơm quá các bạn ơi, của 10 ngũ vị hương, của 10 gia vị. Wow, xuất sắc các bạn. Ok các bạn, lúc này thì thịt đã chín các bạn. Bây giờ mình tắt lửa nha. Rồi mình sẽ nhắc ra ha. Ok, dùm gấp ra các bạn. Ok, dùm gấp ra các bạn. Wow, vàng cháy các bạn, ngon các bạn. Gia vị nó thấm vô hết thịt gà các bạn. Cái này mình thơm các bạn. Ok,
Đây các bạn, đây là dĩa thịt gà sau khi mình đã làm xong các bạn. Trình thấy bắt mắt và thèm nữa các bạn. Đó. Hương vị thì rất là thơm nha, phá phát luôn. Cái này mình có thể ăn chung với bánh mì với cơm nha, đều được hết. Đó các bạn thấy không. Ok, đến đây mình xin kết thúc video của mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Anh em ủng hộ mình đăng ký kênh để có những video hấp dẫn hơn nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.